Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã lại với channel của tôi. Thì lại tiếp tục là một cái video mới trong một chuỗi video hướng dẫn các bạn chỉnh ảnh bằng Lightroom trên điện thoại ha. Thì hôm nay là nhân dịp sắp tới là Noel ha, cho nên là tôi ra clip hướng dẫn các bạn chỉnh ra một cái tông màu nó mang một cái tính chất gì đó của cái mùa Noel này ha. Thì thời tiết thì nó cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi các bạn, cho nên là các bạn nhớ mặc nhiều áo ấm để mà bảo vệ sức khỏe của mình ha. Thời tiết này ha, mà ai mà có người yêu thì thôi rồi luôn, ấm ấm thôi khỏi phải bàn ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chỉnh ảnh luôn ha mấy bạn. Thì đầu tiên chúng ta phải cân chỉnh lại ánh sáng, vùng tối vùng sáng của bức ảnh ha, để cho chúng ta dễ dàng áp màu vào bức ảnh ha. Thì đầu tiên đó chính là cái độ phơi sáng, thì chính là ánh sáng của bức hình đó bạn. Tôi thấy bức hình nó tối quá cho nên là tôi sẽ tăng cái độ phơi sáng lên. Ok, khoảng như thế này ha. Ở tương phản thì tôi sẽ giảm xuống để cho bức hình mình nó mềm lại mấy bạn. Còn vùng sáng thì tôi sẽ thấy nó bức hình những cái vùng sáng hơi sáng quá cho nên là tôi sẽ giảm xuống. Rồi và tôi sẽ tăng cái màu trắng lên để cho cái mặt mình nó lấy lại chi tiết ha, nó sẽ rõ hơn ha. Ok, vùng tối chính là những cái như là phía cái túi nè mấy bạn, rồi tóc, rồi cây thông đâu nè, một ở phía tối tối của cây thông phía sau nữa mấy bạn, thì tôi sẽ tăng lên cho cây thông nó sáng lên một tí. Rồi khoảng này ha, màu đen thì tôi cũng để xem, tôi tăng lên một tí. Okay. Trước sau. Rồi, vậy thì chúng ta đã cân chỉnh lại ánh sáng của bức hình. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vào cái thanh màu sắc. Bốn cái thanh như này thì tôi sẽ tăng cái thanh nhiệt độ bên phía bên phải để cho nó hơi ám màu vàng vàng một tí, tăng ít thôi mấy bạn. Rồi, tôi sẽ đợt âm nhạc tôi tăng nó lên một tí luôn. Thì chủ yếu là cái màu cái tông màu Noel này á, thì chủ yếu là nó có màu xanh lá cây và màu đỏ ha, thì nó sẽ chúng ta sẽ dễ dàng chỉnh ra được cái tính cái chất của cái tông màu Noel này ha. Các bạn đi chụp ảnh thì nhớ mặc những cái bộ đồ có hai cái tông màu này thì nó sẽ rất là dễ chỉnh ra được cái tông màu có tính chất Noel ha. Rồi tiếp theo là cái phần mist, thì màu đỏ chính là cái màu của áo nữa bạn, và một số cái hộp quà phía sau nè, thì tôi sẽ tăng cho cái áo nó sáng lên một tí ha. Ok, và cái sắc độ thì tôi thích nó hơi cam cam cho nên là tôi sẽ tăng qua bên phải một tí cho nó hơi cam cam. Rồi màu cam chính là cái màu của da mặt mình đó các bạn, tôi sẽ tăng sáng cái da mặt lên một tí ha. Cái khoảng này đó, bây giờ cái da mặt chúng ta đã sáng lên rồi. Rồi qua thanh màu vàng, thì màu vàng là màu của những cái nơ gói hộp quà nè, chắc là tôi sẽ tăng đây xem, tôi sẽ tăng sáng lên một ít, tăng sáng lên một ít luôn mấy bạn, cho cái bức hình mình nó sáng rực lên ha, nhìn nó nổi bật lên. Rồi cái màu xanh lá cây chính là màu của cái cây thông, thì tôi thích cái màu xanh đậm của cái màu cây thông ha, cho nên là tôi sẽ sắc độ tôi sẽ tăng về phía bên phải để xem khoảng ok khoảng này, và độ chói thì tôi sẽ tăng sáng cây thông lên một xíu ha. Ok, rồi trước
sao? Rồi màu xanh. Màu xanh da trời thì chính là cái màu của cái hé bên này ha. Tôi sẽ giảm cái đầu bao hòa xuống luôn cho nó mất cái màu đó luôn mấy bạn. Để chủ yếu là giữ lại màu xanh lá cây với màu đỏ thôi ha. Ok, còn hai màu tím và màu hồng này thì không có, cho nên là tôi sẽ không chỉnh. Rồi vậy là thì cơ bản chúng ta đã chỉnh xong cái màu của bức ảnh nè. Mấy bạn nhìn nè, trước, sau, trước, sau. Ok, bây giờ cái bức hình của mình nó đã sáng rực rỡ lên thấy mấy bạn, nhìn rất là đẹp và rất là bắt mắt. Thì tiếp tục qua cái thanh hiệu ứng này thì tôi sẽ tăng cái độ giảm mờ lên một tí, tại vì tôi thấy nó hơi có ám cái lớp màu trắng ở trên bức hình ha. Tôi sẽ tăng lên một tí để mà giảm cái độ giảm mờ xuống ha. Ok, rồi tiếp tục là qua cái thanh chi tiết. Tôi sẽ tăng độ sắc nét lên mấy bạn, cho bức hình mình nó nét lên một tí, tăng ít hơn mấy bạn. Rồi, cái giảm nhiễu hạt màu thì các bạn xem video trước, mấy video trước của tôi thì tôi sẽ tăng cái giảm nhiễu hạt màu lên để cho cái màu của mình nó không bị bệt ha, nó được hòa vào với nhau. Ok, rồi vậy thì về cơ bản thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn chỉnh ra một cái tông màu Noel ha, có tính chất của Noel. Các bạn nhìn này, trước sau thì nó nổi bật lên hơn và nhìn nó ra được cái chất Noel rồi hết mấy bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái màu này và paste qua những cái bức hình khác ha. Mấy bạn chọn vào dấu 3 chấm nè, chọn sao chép cài đặt. Rồi bây giờ chúng ta qua cái tấm ảnh khác ha. Rồi các bạn cũng chọn vào dấu 3 chấm và chọn dán cài đặt. Ok, trước sau thì có thể là nó hơi sáng thì tôi sẽ giảm cái ánh sáng xuống một tí mấy bạn, độ ánh sáng thì giảm xuống một tí. Ok, trước sau. Rồi chúng ta qua bức hình khác. Rồi chúng ta cũng chọn vào dấu 3 chấm ha mấy bạn và chọn dán cài đặt. Trước sau, nếu như các bạn thấy hơi sáng thì có thể giảm cái ánh sáng xuống một tí. Trước sau. Ok, rồi vậy thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn chỉnh ra một cái tông màu Noel ha. Thì các bạn nào có dịp đi chụp ảnh ở chỗ cây thông mà chỗ cây thông của Vincom á, thường thường vào dịp Noel thì nó sẽ trang trí một cây thông ở đó ha. Các bạn vào đó chụp hình và về sau đó chỉnh ảnh thì có thể áp dụng cái tông màu này vào cái bức ảnh của các bạn ha, để cho cái bức ảnh của mình nó nổi bật hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu thấy tông màu này đẹp thì hãy like video ủng hộ tôi ha, và subscribe để giúp tôi có động lực ra thêm nhiều cái video mới ha. Và bạn nào có ý muốn chỉnh bất cứ một cái tông màu nào á thì cứ để lại bình luận phía bên dưới ha. Nếu như tôi thấy ok thì tôi sẽ ra video hướng dẫn các bạn chỉnh cái tông màu đó ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.